Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp nằm ở Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc là đập thủy điện lớn nhất thế giới, mang lại khả năng kiểm soát lũ hàng năm trên sông Dương Tử và nguồn lợi kinh tế lớn cho Trung Quốc. Năm 2009 sau khi hoàn thiện xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc đã cho thả 10.000 con cá giống các loại vào hồ chứa nước của đập. Mục đích của việc làm này là gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là dự án thủy điện quy mô lớn nhất hành tinh, đập Tam Hiệp đã trải qua hàng chục năm từ khi được lên ý tưởng tới khi hoàn thành. Ý tưởng về một con độc khổng lồ chịu trách nhiệm chính trong việc điều tiết lũ sông Dương Tử đã có từ thời nhà cách mạng Trung Quốc Tôn Trung Sơn. Năm 1994, trải qua nhiều lần khảo sát, đập Tam Hiệp đi vào xây dựng và chính thức hoàn thiện vào năm 2009. Đập Tam Hiệp hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho Trung Quốc, đặc biệt là trong việc kiểm soát dòng lũ hàng năm, được đánh giá là rất thất thường của sông Dương Tử. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích kinh tế to lớn, nhưng đập thủy điện Tam Hiệp cũng gây ra nhiều vấn đề nan giải. Nổi cộm là những khó khăn trong việc tái định cư cho người dân và gây tác động xấu đến môi trường sinh thái. Những người ủng hộ xây dựng đập Tam Hiệp coi đây là một giải pháp hữu hiệu đối với tình trạng lục lội từng tan phá dọc theo sông Dương Tử. Cải thiện giao thông thủy và cũng là một nguồn năng lượng sạch cho nền kinh tế. Trong khi đó, những người chống lại đập thủy điện Tam Hiệp cho rằng dự án này đã không được xây dựng trên những nghiên cứu đầy đủ về kỹ thuật, xã hội và môi trường. Sông Dương Tử từng ghi nhận tới 300 loài cá, nhưng hiện nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Để xây dựng đập, khoảng 1,4 triệu người dân đã buộc phải di dời đến chỗ ở mới, làm xáo trộn cuộc sống cũng như sinh hoạt của họ, đặc biệt là vấn đề việc làm. Không những thế, việc xây dựng đập thủy điện quy mô quá lớn còn gây nhiều ảnh hưởng tới địa chất của khu vực, gia tăng nguy cơ động đất, sạt lở đất. Song sự mất mát lớn về văn hóa có lẽ là đáng tiếc nhất. Các khu khảo cổ, di tích, đền và lăng tẩm đa số đã bị nhấn chìm. Một số đã được di chuyển nhưng còn rất nhiều thứ quý giá khác, có thể không bao giờ được khám phá. Một trong những khu di tích quan trọng là đền Bạch Đế, tòa lạc ngay lối vào khu Ba Đèo, Tòa nhà chính nằm ngay trên mực nước dự kiến của năm 2009, nhưng phần lớn công trình đã bị nuốt gọn bởi lòng nước hồ. Ngoài ra, việc xây dựng đập tam hiệp trên quy mô quá lớn còn có thể gây đầu độc nguồn nước, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, phá hủy môi trường sinh thái xung quanh và suy giảm sự đa dạng sinh học. Năm 2009, sau khi hoàn thiện xây dựng đập tam hiệp, Trung Quốc đã cho thả 10.000 con cá giống các loại vào hồ chứa nước của đập. Những con cá giống được thả vào đập đều được tuyển chọn rất kỹ về chất lượng, sức chống chịu. Một trong những tác hại nghiêm trọng của đập Tam Hiệp là ngăn cản sự di chuyển tự nhiên của các loài cá trên sông Dương Tử. Môi trường sông Dương Tử cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc xây dựng con đập. Nhiều loài cá trên sông Dương Tử đặc biệt là cá tầm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, không ít loài thủy sinh khác đã biến mất vĩnh viễn. Trung Quốc thả 10.000 con cá giống vào hồ chứa nước đập Tam Hiệp trong nỗ lực cứu vãn sự cân bằng của hệ sinh thái sông Dương Tử, với hy vọng chúng sẽ nhanh chóng nhân lên về số lượng. Nghề đánh cá trên sông Dương Tử phụ thuộc rất lớn vào sự sinh sôi của các loài thủy sinh, tuy nhiên do tác động đến môi trường của đập Tam Hiệp là quá lớn, hầu hết các loài cá ở sông Dương Tử không thể phục hồi về số lượng và bị tuyên bố là đã tuyệt chủng. Năm 2011, Trung Quốc cam kết chi hơn 140 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2020 để khắc phục các hệ quả do việc xây dựng đập Tam Hiệp gây ra. Tuy nhiên, theo Reuters, tính đến cuối năm 2019, một nửa số tiền nói trên vẫn chưa được giải ngân. Một số chuyên gia cho rằng, kể cả Trung Quốc, có chi nhiều tiền hơn nữa thì cũng rất khó để giải quyết vấn đề môi trường sông Dương Tử. Chừng nào đập Tam Hiệp còn tồn tại, môi trường sống tự nhiên của các loài thủy sinh sông Dương Tử vẫn bị ảnh hưởng và khó phục hồi Kèm theo đó là việc đánh bắt khai thác quá mức. Hồ chứa của đập Tam Hiệp được cho là cũng góp phần gia tăng nhiệt độ nước sông Dương Tử, nước sông trở nên ấm hơn trong mùa hè và sự phân tán môi trường sống đe dọa tồn vong của các loài thủy sinh. Dựa trên tình hình đó, có thể nói 10.000 con cá giống các loại mà Trung Quốc thả vào đập Tam Hiệp khi mới xây xong đã không thể cứu vãn tình hình. Trung Quốc từng sử dụng 200 tấn thuốc nổ để phá hủy đê tạm ngăn nước sông Dương Tử cấu trúc được xây dựng để ngăn nước. Trước khi phần thân đập tam hiệp hoàn tất, vụ nổ này đã tạo ra khoảng 186.000 mét khối gạch vụn và đất đá rơi xuống lòng sông Dương Tử. Theo National Geographic, sự tích tụ của chất cặn có ảnh hưởng lớn đến khả năng kiểm soát lũ của con đập. Để khắc phục tình trạng này, Trung Quốc chú trọng đến việc trồng rừng dọc sông Dương Tử và cấm việc xây dựng các nhà máy lớn có khả năng xả thải gây ô nhiễm hai bên bờ sông. Theo Tân Hoa Xã, để đối phó với tình trạng suy thoái môi trường sông Dương Tử, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc cấm nghiêm ngặt việc đánh bắt cá ở 332 khu bảo tồn dọc sông. Năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo sự suy giảm đa dạng sinh học ở sông Dương Tử ngày càng tồi tệ và có thể không còn cá. Năm 2019, cá tầm thì loài cá bản địa ở sông Dương Tử được mệnh danh là vua cá nước ngọt, đã bị tuyên bố tuyệt chủng. Tuy nhiên vừa qua, có thông tin loài cá tuyệt chủng ngoài tự nhiên ở Trung Quốc lần đầu tiên sau 23 năm đã đẻ trứng và nở trong vùng nước hoang dã mà không có sự can thiệp nhân tạo. Hoàn cầu thời báo cho hay, tháng 7 năm 2022, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã chuyển loài này từ nguy cấp nghiêm trọng sang tuyệt chủng trong tự nhiên, nghĩa là cá tầm sông Dương Tử hiện nay chủ yếu được nhân giống nhân tạo. Nhưng những nỗ lực xây dựng lại quần thể cá tầm sông Dương Tử tự nhiên chưa bao giờ dừng lại. Trong thí nghiệm nhân giống cá tầm dương tử ngoài tự nhiên được tiến hành ở đoạn tiên giang của sông Dương Tử, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã đặt 20 con cá tầm sông Dương Tử trưởng thành vào một ổ đẻ trứng nhân tạo rộng 45 mét khối và hướng dẫn chúng đẻ trứng trong vùng nước tự nhiên. Quá trình rụng trứng và thụ tinh của cá tầm sông Dương Tử lần đầu tiên được gây lại rõ nét trong dòng sông tự nhiên lứa các con đầu tiên đã nở thành công sau đó một tuần thí nghiệm dựa trên các chương trình nhân giống trong nhà kéo dài nhiều năm và thành công của chúng mang lại hy vọng cho việc sinh sản tự nhiên của cá tầm sông dương tử và tái tạo quần thể hoang dã du hao chuyên gia viện nghiên cứu thủy sản sông dương tử thuộc viện khoa học thủy sản trung quốc cho biết là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia dành cho các loài cá quý hiếm ở thượng nguồn sông dương tử đoạn tiên giang của sông Dương Tử, là môi trường sống và nơi sinh sản truyền thống của nhiều loài cá quý hiếm, bao gồm cả cá tầm sông Dương Tử. Yobo, Viện Phó Viện Nghiên cứu Thủy sản thuộc Học viện Khoa học Nông nghiệp Tứ Xuyên cho hay, cá tầm sông Dương Tử có yêu cầu cao về môi trường nước và môi trường sống. Người này tiết lộ nếu chúng có thể được bảo vệ tốt cùng với việc xây dựng là các quần thể hoang dã, các loài cá khác chắc chắn sẽ được bảo tồn để đa dạng sinh học ở sông Dương Tử ngày càng tốt hơn. Tháng 1 năm 2020, Trung Quốc bắt đầu thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá trên sông Dương Tử và thông qua luật bảo vệ sông Dương Tử, vào tháng 12 năm 2020, cam kết tăng cường bảo vệ các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, đồng thời khôi phục môi trường sống quan trọng của chúng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.